Tự nhiên có thằng nhỏ ra dở áo đi chi trời. Thằng này à, đâu à, lỡ mua trầu ha, không nói gì trơn kỳ á. Trời ơi thiệt, ở cái xóm này riết con khùng điên không à. Ôi, đó là bây giờ trầu kêu con mua cũng không mua, có trầu đâu nữa mà ăn. Dạ. Đem. Chào bác. Ủa, chú em. Dạ. Chú em kiếm ai vậy, đâu vậy? Dạ không có, cháu đi buôn hàng bông. Ồ. Không biết nhà bác có trầu bán không vậy thưa bác? Có. Dạ. Chết hết rồi. Ủa vậy chứ em à, tôi mới có kéo vài chục mọc đó. Dạ. Nhưng mà nó chưa có ra lá. Dạ. Dạ. Nắng quá ngồi chơi dạ. Chút đi. Dạ cảm ơn. Ở trong nhà mới mát à nha. Dạ. Đi ngoài đường trời nắng nó nắng lắm à. Dạ hồi trước cháu thường lui tới miệt này đi buôn trầu. Ừ. Cái mấy năm làm ăn không khá, cháu ra tuốt ở ngoài miền Trung á. Đi miền Trung buôn bán yến. Trời ơi, đi miền Trung bán yến lời dữ ha. Ban đầu cũng kiếm lời được chút rồi. Ừ. Cái sao yến lên giá cao quá, cháu lỗ lã mang nợ mang nần. Ừ. Bây giờ thì suy qua cái nghề cũ rồi. Ngày không gì? Biết cha, hồi trước cháu thường tới lui tới miệt này, thấy nhà bác ở dưới mấy sông có trọng hàng mù u á. Có. Bây giờ bác đóng ráo trọi cho nhìn sâu lạ quá à. Trời, nhớ thì đúng mà tôi đâu có đúng. Dạ. Nhà nước họ đúng. Dạ. Để mà họ hàng cái khúc lộ lỡ. Dạ. Nên nó tiêu cái hàng mù u của tôi hết chứ. Dạ. Ngồi đây đi. Dạ cảm ơn bác. Khát nước không? Dạ khát. Khát hồi nãy giờ không chịu nói. Tại không dám xin, không nói về dông dài gì đâu mà có mù u mù yết chứ gì. Giờ nói bác ơi cho con tô nước uống chơi vậy. Dạ xin bác miếng nước, cháu uống miếng nước. Đó rồi ngồi đó đi, tôi đi rót đi. Dạ. Uống một tô ha, một ca. Dạ tùy bác à. Dạ. Dạ. Bây giờ nó không có nha. Dạ. Nước bây giờ là nó không có nước gì hết trơn hết trội nha. Lúc vậy chứ cháu cũng đỡ lắm cho, rồi nãy cháu mà cho chú em ơi. Dạ. Mấy nhỏ nó uống mọi dục nó mất tiêu hết trơn rồi. Dạ. Mấy quỷ này lậu phá gì đâu á. Cái tô nó cũng lấy mà để cái đồ múc nước á. Nó cũng đem nó uống rồi nó dục của tôi hết trơn. Chạy giờ cháu cái muốn hỏi thăm bác một chuyện. Hỏi lúc đi. Trước cháu thường tới miệt này tại vì có người anh bà con ở xóm trên á. Ai ạ? Bác biết anh Hai Thành không bác? Hai Thành. Anh Võ Minh Thành dạy học chữ nho đó. Dạ hồi đó vợ chồng ảnh trồng đâu cũng được vài chục nọc trầu. Vợ chồng khép chăm sóc. Hãy năm nào mà trầu có giá chỉ cũng kiếm được bộn đó bác à. Dạ. Nghe chú em nhắc tới thằng Thành, tôi nói thiệt, thằng Thành đó là tôi coi như nó là con cháu trong nhà. Dạ. Hồi đó nó nay lại đây rồi nó ba của ông Thành đó là bạn thân của ông nhà tôi. Dạ cháu à, bà con cô cậu với anh Thành. Chú em là gì? Dạ bà con cô cậu. À hèn cái mặt giống quá chừng thấy không? Dạ. Giống Thành luôn á. Dạ. Trời. Rồi à, bây giờ tôi gặp đi xa lâu quá không ai biết gì hết đó bác. Tôi nói thiệt thằng Thành nó rủi ro đó. Thằng Thành á nó rủi ro dữ lắm đó. Bác nói rủi ro mà rủi vợ chồng nó đang làm ăn sang sẵn già. Dạ. Thì có về đâu sớm mai một ngày kia linh tráng tới bao giây hiệp với hương quan làng sở tại lấy cớ rằng họ rơi thơ nói nhà nó hội họp anh em đêm nào cũng tụ tập rất là đông mà nói thằng Thành nó cầm đầu mới là nguy làng họ nghi nó làm quốc sự nên mới cho lục xét khắp trong ngoài thật là quá phước nan y họ lục sao mà họ tóm nhầm cái cây súng lục mẹ ơi với một mớ giấy tờ tiền đâu nên nó tâm giam nó vào khám liền chừng sau này mới rõ lại cũng chỉ tại họ quán thù nhưng mà đủ bằng cớ thì phải ở tù
vì vậy mà sự nghiệp nó tan hoang. Dạ thưa bác, vậy chẳng hay còn vợ và con của anh bây giờ thất lạc ở nơi đâu, và không biết bây giờ chỉ có còn khỏe mạnh đâu đây cũng nên để tìm hỏi thăm cho biết cái chân hoàng này, bởi cháu ở xa cho nên cháu đi đâu có biết được. May nhờ cô bác đây chỗ bà con lối xuống, không lẽ nào bác lại ngơ tay. Dạ bác làm ơn bác đi dùm cho, đặng cháu tới thăm cho phải đào. Dù sao cũng tình nghĩa chị em, bây lầu cách mặt xứ xa, nhưng lòng cháu vẫn nồng. Hà đáng muộn chứ còn hơn không. Nghe chú em nhắc về con với vợ mà tôi thấy tội nghiệp cho cái thằng Thành. Dạ. Trước lũ người quý quý tinh ma mà vợ nó thì thiệt thà nhân hậu. Dạ đúng rồi đó bác. Khi mà cái thằng Thành nó vừa bị bắt giam đó. Dạ. Thì vợ con nó có tới đây mấy lần. Chị có tới đây. Tôi nói bây giờ bay về mới bán nhà mà lấy bạc, muốn thầy kiện để kêu nài. Đúng rồi. Gặp sống thì mình phải chèo, há để vậy mà làm ngơ hay sao? Rồi chị nghĩ sao bác? Nói ấy à, một bột hai hai dĩa thì cũng có chủ điền của nó lo. Vì chủ điền của nó là người danh vọng tới tận, trước sau gì chồng nó cũng thoát nạn. Chị nghĩ sao bác? Vì vậy chuyện xảy ra cơ sự giam thằng nọ đâu được mấy mươi ngày. Rồi chừng kêu án thằng nó bị đày thì ở nhà nó đi lấy người ta. Lấy người ta? Nó lấy người ta, nó ghê lắm. Chú em ơi chú em gì vậy? Dạ. Sao vậy chú em? Dạ. Sao vậy? Dạ không có. Dạ thưa bác, hồi nãy bác nói cháu nghe không rõ. Chỉ lấy người ta mà lấy người khác mà lấy ai nữa? Còn ai muốn mẹ của họ sách mặt họ nói là tới đây tôi dẫn cho lo thầy kiện. Dạ đi, đưa vợ nó đi, đi riết đi, đi ban ngày. Bắt đầu đi ban ngày. Đi xe hơi à? Đi xe hơi. Có xe hơi đưa đi à? Dạ. Đi ban ngày đã rồi, cái đi ban đêm luôn. Riết rồi à, ban đầu đi đêm, sau đi hai đêm, ba đêm, riết một tầng mới về. Không hiểu hở lên sao? Ê, chú em đừng té. Không hiểu chú em biết lơ làm sao mà không biết? Lơ cho thằng Thành riết rồi cho tới lần này nó bị chung thân khổ sở. Từ vợ anh ta điền giọt lên cái nhảy lên làm bà hội đồng cái một rồi. Ở nhau năm trước năm sau gì đó đẻ ra đứa con gái, mới gả chồng năm ngoái nè. Anh ấy Ủa bác ơi. Dạ. Nói vậy anh ở với cô Lựu không có đứa con nào sao bác? Nhắc đến chuyện con cái của thằng Thành tôi càng thêm tội nghiệp. Tội nghiệp là sao? Nghe nói hồi đó đó, lúc Thành chưa bị bắt đó, vợ nó có bầu 5-6 tháng gì đó. Dạ đúng rồi. Tới chừng mà về ở nhà ta 2-3 tháng gì đó, đẻ được thằng trai. Con trai. Máu mủ gì của họ đâu mà họ thương. Nên đẻ ra đây họ tìm cách đưa nhỏ đi biệt tích rồi. Đưa thằng nhỏ đi. Ê, trời ơi, té. Té, chúng gió, trời ơi, Đi nắng, chung quá. Ngồi đó tôi đi kiếm chai dầu. Sao bây giờ thấy sao? Cháu đỡ rồi. Bắt cạo đau quá. Không có tôi giật chứ cạo gì tôi giật kìa nè. Cảm ơn bác con. Sao? Cháu đỡ rồi, bác ơi. Trời ơi, tự nhiên đâu vô đây hỏi rồi té lên té xuống. Bác ơi. Gì?
Hai Thành nè, con Minh Thành nè, ba. Nín đi con. Thằng. Dạ. Bác ơi, 19 năm cho 7 tội tù quan, nay cho vượt ngục. Hả? Vượt ngục hả? Mày nói cái gì á? Bài cháu vượt ngục cho trở về đây. Trước là cháu đến thăm bác, sau để dò hỏi tin tức của vợ con. Vợ tôi bây giờ đã là vợ của người khác, còn đứa con trai bị người ta lưu đi biệt tích. Đây là cháu đành tuyệt vọng rồi bác. Thật bác đâu có về, hôm nay bác cháu ta gặp lại nhau, chuyện nước lòng bấy lâu không thể nào nguôi ngoai. Bác mong sao có cuộc đổi thay để gặp lại, kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn. Bác ơi xa quảng chi bao khó nhọc, suốt mấy tháng trời cháu đây vất vả gian nan, tìm về được tới nơi đây thì sự nghiệp đã điêu tàn. Nhìn lại cửa nhà giờ đây chỉ là một bãi đất hoang. Trời ơi, còn vợ của cháu sao tại bạc lắm mà. Thành ơi xa cách đã lâu, nay bật vang lên bức màn đen tối, để cho cháu nhìn lại số phận của người thân qua những tháng năm dài. Chuyện của vợ cháu thì thôi, số phận đã an bài, thôi cháu đừng buồn nữa. Sự nghiệp mất đi lần hồi sẽ gầy dừng lại, còn đứa nhỏ người ta muốn giết nó, nay nó lung lên nhờ ngược con xôi của bà con nghèo giúp đỡ. Hôm nay nó sẽ vui mừng bỡ ngỡ trong cái ngày phụ tử đoàn viên. Dạ cháu cảm ơn bác, cảm ơn bà con nhiều lắm. Nếu không có bác, không có bà con thì nhỏ nó chết rồi, nó còn sống tới ngày nay phải không bác? Hả? Thằng nhỏ hả? Dạ. Mà thằng nhỏ. Bác đặt nó tên gì vậy bác? Nó ở đây. Ở đây. Hồi nãy giờ tao chưa có cái gì. Nó ở đây. Nó ở đây. Tao nuôi. Nó ở đâu? Nó ở đây. Tao nuôi. Tao nuôi nó mà. Tao đặt nó tên Võ Minh Lân. Mày Võ Minh Thành. Con Võ Minh Thành. Tao đặt Võ Minh Lân. Bác ơi, con cảm ơn bác nhiều quá. Tụi bay ơi, tụi bay đi về chiều ngang nhớ kêu tao đi chơi với ngang. Tụi nhớ nghe tụi bay đi. Nói về.
hả? Con đi vô con ngất trong tâm chút xíu đi. Rồi cái tao nói chuyện với ba đều cái tao kêu bay ra để cho cha con gặp nhau. Dạ. Mày đừng có khóc ra, mày hí ý nó ở ngoài này nó nghe đó. Mày nhớ rồi cậu bay. Má, má ơi, bữa nay con câu được 4 cá lóc, con đem bán hết 3 con rồi con. Ủa, má, chuyện gì má khóc vậy má? Má, con đem que đục vô cất đi rồi ra má nói này cho cô nghe. Dạ. Yeah. Đi vô lẹ đi. Bác ơi, nó lớn quá rồi bác ơi. Mày thấy nó giống mày không? Nó giống con gặp vậy á. Tao nuôi là giống. Yeah. Mày đứng vô đi. Má, má ơi sao má khóc vậy má? Má, má lưng. Dạ. Con biết ông này là ai không con? Dạ con không biết mà. Làm sao con biết được? Ông này là cha ruột của con. Hả? Cha ruột của con? Con ơi, cha con đã bị tù quan ức 19 năm tuổi tù ngoài cung đâu. Nay cha con trở về, con ơi, con lại nhìn cha con đi con. Nhìn cha con. Ba nè con. Ba. Lót lòng ba thì à dâm con nổi lên à. Bao kẻ chịu đau điên vì thế lực của tiền tiền ba bị oan quan lưu đày xa con đau như một con vật chẳng không được gọi là ba. Ba ơi, nay ba vượt trùng dương trở lại quê nhà, cha con sum họp nhờ ơn ba đây đã công đức của bà đây ví như trời cao biển sầm. Vậy cho con ta hãy quỳ xuống nơi đây đáp tạ ơn dưỡng nuôi con trong 19 năm trời. Lòng lo sợ hiểm nguy tai họa đến không ngờ, cảnh nghèo vất vả ngược xuôi đôi tay già đã gắn liền hơi thở con trong 19 năm qua. Riêng ba bị án quan miệng ba dường như khóa chặt lìa bỏ con biệt xứ lưu đày. Ba cứ ngỡ rồi năm xương tan ngoài con mi lòng hải đau. Hôm nay cha con mới gặp nhau vậy là tâm mãn nguyện lắm rồi.
tao sợ là tao chết. Cha con mày không nhìn được nhau. Tao không còn mong mỏi gì nữa. Luân ơi, mười mấy năm ba sống kiếp tội tù ngoài côn đảo giữa nước trời một màu buồn ảm đạm. Ngài phải nuốt đắng cay để nằm tuôn suối lệ. Ba chỉ còn biết thở than cùng với thảo mộc côn trùng. Nay ba vượt sông trùng dương, ba quyết tìm trở lại quê nhà. Bác ơi, nếu muốn mầm sinh ươm mầm nảy lộc thì kẻ giữ vườn phải cần diệt cho hết những loài sâu bọ. Còn ở đây, ở đây trong từng xóm nhỏ của bà con mình giúp đỡ lẫn nhau, hột muối gắn đôi tình thương mở rộng. Nên tấm thân tàn ta này ngày nay mới còn được giọt máu đã trở về im. Bà 19 năm ba tội tù quan ức ngoài côn đảo, con nào hay biết gì đâu ba. Đó là không phải lỗi con đâu luôn nè. Ân nghĩa đó bác không cần cháu trả, mà thù hận xưa theo ý của bác thì cháu cứ cảm nhiên. Bác, ông bà ta xưa có câu thiện ác đau đầu, trầm mưa thì không bao giờ hái đậu. Kẻ nào đang tâm ám hại cháu trước kia, nó đã làm một việc vô nhân. Nơi pháp luật chưa dân, nhưng sự trừng phạt tối cao thì nó quyền diệu vô cùng. Bà ơi, thân phận ba con giờ đây con mới lo. Vậy còn bao nhiêu ân tình xin bà với ba ai thương mà nói cho con hiểu rõ đuôi đầu. Bà con muốn hiểu cặn kẽ ngon nguồn. Từ ngày ba con bị bắt đi rồi, mẹ của con có được yên ổn hay không? Mẹ của con sống chết như thế nào? Hiện nay có được no cơm ăn áo, hay phải lao đao vất vả cơ hàng, chịu bao nhiêu điều khổ sở gian truân? Nhắc lại chuyện xưa lòng già như xe lại. Bây giờ ở đây rồi, ba mày ở đây với mày rồi, bữa nào là tao kể hết. Bây giờ nãy con câu được mấy con cá? Dạ còn con. Chứ còn câu mấy con? Dạ, còn ba con bán con. Được rồi, thôi được rồi, bây giờ tao vô tao nấu cơm, rồi tao nấu canh chua cá lóc cho cha con mày ăn. Dạ. Nha. Mà đi có gì mày đứng chặn đầu tao ba. Nè Thành ơi. Dạ. Ở ngoài này là tao vô chỗ tao nấu. Rồi hai cháu con bay kiếm gì vui à, mẹ tụ cái gì vậy? Ê, chết cha, cái gì á? Trời ơi, mày ở tụ ngoài con đảo có gì vui mày nói cho con mày nghe nhé. Ở ngoài có nhiều chuyện vui lắm mà bà vô nha, ra đi nấu cơm. Trời ba ơi, ở tù ngoài con đảo có gì vui kể con nghe đi ba. Ở tù rầu túi ruột chứ có gì đâu vui kể con. Ba ơi, à? Bà giống con quá trời hả? Cha mày con giống ba sao? Con giống ba. Ba ơi, từ nay ba ở lại đây với con đi nghe ba. Con sẽ làm công chuyện gì nặng nhọc thay ba hết á, nghe ba. Luân nè. Dạ. Ba đi lâu không được đâu con à. Dạ. Hồi nhỏ lớn giờ con có học hành gì không con? Dạ chưa đi học ba, chắc con cũng sắp đi học rồi á. Đừng lo, không có ba thì thôi. Có ba về đây rồi ba sẽ dạy cho con ăn học đàng hoàng, nhất định không thua ai hết đâu Luân. Dạ. Nè, ba đi lâu không được đâu. Ba vượt ngục con biết không? Dạ. Số một gì mật thám con kia tầm ra ba, nên ba phải tìm một nơi nào ở kín đáo, ba ở một thời gian. Con đi với ba nha con.
Con đi với ba ra đảo ở hả ba? Không có đâu, mình tìm một chỗ khác mình ở. Luân ơi, ở nhà con có giấy viết gì không con? Dạ có mấy giấy với con lụm đựng cây viết gì nữa. Lấy cho ba giấy viết luôn nha. Dạ dạ, ba chờ con thôi. Ba chờ con. Ba. Ờ có bao thơ không con? Dạ không ba. Con chạy mua cho ba cái bao thơ nha. Dạ. Ủa mà có mua cò không ba? Ờ thơ tay không cần cò đâu con. Không cò. Con biết nhà ông hội đồng không vậy con? Dạ biết ba. Con biết ông hội đồng, chắc con biết mặt bà hội đồng nữa chứ. Dạ con biết mặt hai người hết á. Giỏi lắm vậy thì con. Hãy cầm bức thơ này, con nhớ trao tận tay cho bà hội đồng nghe không? Rồi con nói rằng ba chỉ muốn dành riêng một mình bà đọc. Bao nỗi thống khổ ngày xưa, kẻ bị ức quan dông tục hóa chành, người thì bị tên cáo già lường gạt, nên cả hai đau khổ cả cuộc đời mình. Bấy lâu nay bà cắn răng im lặng, nhưng giờ đây bà không thể nào mà im lặng. Ba trở về đây là để sẵn tay đối phó cùng với bọn ác bá cường hào bất nhân. Ba, con đắn đo không hiểu lý do nào ba với bà hội đồng có quen biết gì với nhau. Mà thôi ba ơi, đừng có lui tới nhà giàu, hỏi có tiền rồi quen thói làm cao. Thôi đi đi, đừng cãi lời ba. Sớm muộn gì ba cho con biết sao. Đi sớm về sớm nha. Dạ. Sao không đi con? Ba ơi, sao con thấy... Con thấy không bằng ba thấy đâu luôn à. Đi đi, nghe lời ba. Dạ. Luôn!